Quân đội Myanmar đã nắm quyền sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi và các thành viên cao cấp trong đảng cầm quyền của bà, đảng NLD. Quân đội hiện diện dày đặc trên đường phố thủ đô và ở thành phố chính Yangon, chặn các con phố. Tình trạng khẩn cấp quốc gia trong một năm đã được ban hành theo thông cáo phát trên truyền hình quân đội. Kênh truyền hình quốc gia ngưng phát sóng. Các dịch vụ điện thoại di động và kết nối Internet, viễn thông đã bị gián đoạn tại hai thành phố trên vào đầu giờ sáng. Các ngân hàng nói họ đã bị buộc phải đóng cửa. Một số người dân lo lắng trước những gì đang diễn ra đã tới xếp hàng tại các máy rút tiền hoặc đi mua thực phẩm phòng thân. Tại địa điểm gần bảo tàng Tử Vi Đạo, nằm cạnh ngôi chùa Sredathon nổi tiếng ở Yangon, một nhóm những người tự xưng là các nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc, tụ tập ca hát vui mừng trước vụ đảo chính của quân đội. Một người tham dự nói với BBC News Myanmar rằng họ sẽ đi quanh thành phố để ăn mừng. Trong 3 ngày qua, các nhóm như thế đã tổ chức chiến dịch vận động ủng hộ quân đội tại Yangon. Trong kỳ bầu cử hồi tháng 11, đảng NLD giành đủ số phiếu để thành lập chính phủ. Nhưng quân đội nói có sự gian lận trong bầu cử và nay nói sẽ dùng quyền lực khẩn cấp để tổ chức một kỳ bầu cử mới. Trong một lá thư viết để chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị bắt, bà Suu Kyi nói rằng hành động của quân đội đang đẩy đất nước trở lại tình trạng độc tài. Bà thúc giục các ủng hộ viên không chấp nhận điều này và hãy biểu tình chống lại cuộc đảo chính. Myanmar có vị trí quan trọng để hoàn tất vòng cung giao thông đầu tư của Trung Quốc ở Đông Nam Á trong phạm vi vành đai và con đường dự án trị giá 1.000 tỷ đô la của Bắc Kinh. Sau kỳ bầu cử hồi tháng 11 của Myanmar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm thủ đô Myanmar và hội đàm với tướng Min Aung Hlaing, người hiện đang nắm quyền sau vụ bắt giữ các lãnh đạo dân sự. Nay, Bắc Kinh nói rằng mong muốn các bên ở Myanmar sẽ nhanh chóng giải quyết được những khác biệt nhằm duy trì ổn định chính trị, xã hội. Cũng trong ngày thứ hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter rằng ông lên án vụ đảo chính và việc bắt giữ bà Suu Kyi cùng các lãnh đạo dân sự khác ở Myanmar, điều mà ông gọi là bất hợp pháp. Cho đến nay, tình hình vẫn khá yên ắng, không xảy ra cuộc đụng độ nào giữa những người ủng hộ và phản đối đảo chính.